8 Surin, 330 triệu đô. Siêu du thuyền này thuộc về thái tử Mohammed bin Salman của Vương quốc Ả Rập Xê Út, một trong những người quyền lực nhất thế giới, và chiếc du thuyền mang tên Surin tôn vinh vị thế hoàng gia toàn cầu của anh. Surin dài 133,9 mét, chạy bằng 8 động cơ điện diesel MTU 2828 mã lực, đem lại tốc độ tối đa 46 km/h. Tàu có thể đi đến 6.000 dặm biển với tốc độ 28 km/h, với bình nhiên liệu dung tích 800.000 lít. Chiếc siêu du thuyền được chế tạo bởi hãng tàu Ý Fincantieri cho ông trùm rượu vodka người Nga Yuri Selfer năm 2011. Ngoại thất được thi công bởi Espen Oino, nội thất thiết kế bởi Raymond Langton Design. Tuy không rõ thời điểm cụ thể thái tử mua lại Serene, nhưng được biết cái giá phải trả là vào khoảng 330 triệu đô, tức là khoảng 7.500 tỷ đồng. Chiếc du thuyền này còn được mệnh danh là cung điện nổi. Serene có mọi vật chất tiện nghi như bao chiếc du thuyền đắt tiền khác, và hơn thế nữa, trên tàu có phòng tuyết, phòng sông hơi, giả phim ngoài trời, hồ bơi nước mắt, spa phong cách hem hem, phòng piano, phòng quan sát thiên văn, beach club và sân nhảy, bên cạnh những cơ sở vật chất sang trọng khác. Bên trong du thuyền còn có một phòng quan sát dưới nước để chiêm ngưỡng các sinh vật biển.